Hello, Seven. Hôm nay thử tại mẹ nha. Giờ ta có hai tiền, hai đồng tiền này ha. Có cái nào nhỏ, cái nào lớn. Oh, đúng rồi. Tờ màu đỏ là lớn. Tờ tiền nhỏ đâu? Ờ à, Đúng rồi. Tiền màu xanh là tiền nhỏ, giỏi lắm. Giờ ta đổi qua bên này nha. Giờ thử lại coi tiền nào lớn đâu. Ồ đúng rồi thì màu đỏ lớn nha Rồi thì màu xanh là nhỏ Thì nhỏ đâu Ừ đúng rồi giỏi lắm Chứng là number one Lão sư Mày nhìn chưa Nhìn thấy chưa Bây giờ biết Biết làm chưa Thao thử với mày nha Thao khảo qua mày nha Rồi bây giờ Cái nào nhỏ Cái nào lớn Tao đã nói rồi Cái màu, màu xanh là màu nhỏ Màu đỏ là màu lớn nha Rồi cái nào nhỏ sao em ghe gì trời tao đã nói rồi tiền xanh là tiền nhỏ tiền đỏ là tiền lớn nhưng sao mày im ghe lão sư tiền nào nhỏ trời ơi tên lão sư mà sao mày giống như tên là thằng đầu quá vậy nói tiền nào tiền nào nhỏ tiền nào nhỏ lão sư chắc tao phải đổi tên mày là thằng đậu quá ngu quá đánh nó hả thôi thôi đừng có đánh nó ngu lắm ừ lỗi sư nha bữa nay giúp ba chặt dưa nha giờ đưa cái tay lên giữ dưa hấu dùm ba nha đưa cái chân lên cũng được đưa chân lên giữ cái chân đâu rồi đúng rồi giỏi lắm vì lão sư nha chắc một hai ba chắc bụp cứng quá không được chắc nha ừ cũng không được cứng quá thôi giờ làm cách khác nha lão sư ờ à, dùng cái này nha con <laughs> sao bỏ đi rồi <laughs> đưa cái tay lên giữ như ấu giùm nhanh lên kêu xe ừ. hả sao mày khôn quá vậy? <laughs> nó kêu xe mình đánh đó đừng đánh đó, khôn quá.